tiểu sử thiếu tướng Lê Kiên Trung, con trai cố tổng bí thư Lê Duẩn bây giờ ra sao? Đồng chí Lê Kiên Trung, sinh năm 1958, là một thiếu tướng công an nhân dân Việt Nam. Ông từng là phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh thuộc Bộ Công an. Ông là con trai thứ 7 của tổng bí thư Lê Duẩn, với người vợ hai là bà Nguyễn Thủy Nga, nguyên là phó ban tuyên giáo tỉnh ủy An Giang, nguyên là phó tổng biên tập phụ trách hành chính thời sự của báo Sài Gòn Giải Phóng. Tổng bí thư Lê Duẩn được sinh ra tại tỉnh Quảng Trị. Ông sinh ngày 7 tháng 4 năm 1907, mất ngày 10 tháng 7 năm 1986. Ông là tổng bí thư có thời gian tại vị lâu nhất với 25 năm 303 ngày. Theo một số nhận định, khi Việt Nam thống nhất, đồng chí Lê Duẩn trở thành nhà lãnh đạo giữ vị trí tối cao và có sức ảnh hưởng nhất tại Việt Nam trong những năm tháng tại vị. Đồng chí Lê Duẩn, người trước đó đã dẫn dắt những người cộng sản miền Nam trong chiến tranh Đông Dương, là một trong những kiến trúc sư hàng đầu trong cuộc chiến tranh chống Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, với việc vạch ra chiến lược cách mạng ở miền Nam Việt Nam. Với tác phẩm Đề cương cách mạng miền Nam, bản đề cương này định hướng cho hàng loạt phong trào đấu tranh chống Mỹ ở miền Nam, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho quân giải phóng miền Nam và quân giải phóng quân đội nhân dân Việt Nam tấn công và tiếp quản Sài Gòn năm 1975, kết thúc chiến tranh Việt Nam. Sau đó, đồng chí Lê Duẩn tiếp tục lãnh đạo Việt Nam trong thời kỳ xảy ra hai cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Từ năm 2008 đến năm 2010, đồng chí Thiếu tướng Lê Kiên Trung là Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Người kế nhiệm ông là Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2010 đến tháng 5 năm 2015 là vợ của ông, bà Nguyễn Thị Thu Hương. Bà Nguyễn Thị Thu Hương công tác trong ngành hải quan từ những năm 1995 cho đến năm 2006, thì bà làm Tân Sơn Nhất. Vào tháng 4 năm 2010, bà được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 8 năm 2010, bà nhận danh hiệu Anh hùng lao động. Đây là danh hiệu lần đầu tiên Hải quan Việt Nam có một nữ anh hùng lao động. Tháng 10 năm 2010, bà được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, thay thế cho vị trí của chồng bà là ông Lê Trung Kiên, được điều ra Hà Nội để làm chuyển sang Bộ Công an. Theo nhiều thông tin, một cách dân dã, thì hải quan là ngành nghề nhẹ nhàng nhưng lúa nhiều. Trong ngành hải quan, ngon cơm nhất đó chính là hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Trong thành phố Hồ Chí Minh thì có lẽ ngon nhất đó chính là hải quan ở sân bay Tân Sơn Nhất. Còn theo báo chí thì hải quan thành phố Hồ Chí Minh đi đầu cả nước về cải tiến thủ tục hành chính, và Đảng bộ Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất 5 năm liền trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Năm 2011, đồng chí Lê Trung Kiên được điều động chuyển sang Bộ Công an Việt Nam, giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2 thuộc Bộ Công an. Năm 2016, đồng chí Lê Kiên Trung là Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an. Thiếu tướng Lê Kiên Trung từng kể: "Tôi may mắn được sinh ra khi ba tôi ở Hà Nội, trong bối cảnh miền Bắc đã được hưởng hòa bình. Mẹ tôi khi đó đang đi học ở Trung Quốc. Tôi lại là con út trong nhà, nên ba tôi, với tâm trạng của một người cha gả trống nuôi con, thương tôi phải xa mẹ, đã luôn dành cho tôi tình yêu thương đặc biệt. Dù là Tổng Bí Thư và phải đảm đương trách nhiệm lớn lao với việc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhưng ông đã luôn để tôi là cái đuôi của ông trong suốt nhiều năm trời. Tôi ăn cùng ba, quanh quẩn bên ông khi ông làm việc, và tôi ngủ cùng giường với ông cho đến tận khi học lớp 7, lớp 8. Hiện nay, gia đình Thiếu tướng Lê Trung Kiên vẫn đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Riêng ông Kiên thì vẫn ở Hà Nội vì ông đang công tác ở tại Hà Nội.